Hello my family, hello everybody. Oh, welcome, sit down please. Yeah. Thấy không? Thôi đi. Tiếng Anh hoài. Hết nói tiếng Hàn và tiếng Anh. Bà nói tiếng nước ngoài hoài, bà không thấy mắc cỡ hả bà? Mắc mới gì mắc cỡ? Sao không mắc cỡ? Hết Ấn Độ tới Hàn Quốc, hết Hàn Quốc tiếng Anh. Sao không nói tiếng Việt đi? Con thấy vậy tốt mà ba. Thời buổi này hội nhập mà mình viết vài câu ngoại ngữ thấy cũng hay hay. Mẹ, cố lên nha. Con thấy dạo này mẹ nói tiếng Anh chuẩn lắm á. Ok, thank you very much. Hey. Yep. Ok, okay. Ngon quá ngon à. Ngon quá ngon quá ngon. Trời đất ơi. Mới ăn xong bây giờ kêu gà về ăn nữa là sao vậy? Chết đói hay sao vậy? I like chicken. Hai mẹ con bà đó. Thôi giờ cứ ăn hoài. Ok. Yeah. See you tonight. Bye. Rồi bà chấm nhiều tương vậy, bà không cay hả? No. I like chili. It's watermelon. Ít dù thấy cay. Đủ rồi. Anh hoài. Tối ngày trong nhà cứ sử dụng tiếng Anh, nhà này già của ai? À, nhà của người Việt hay nhà của người Mỹ mà tối ngày tiếng Anh mà vậy? Nổi tiếng là phải để cho người khác người ta hiểu. Nói mà mình hiểu. Nói làm cái gì? Cầm đi. Con tán thành ý kiến của ông nội. Anh, ăn thanh long không? Ok, ăn. Cái gì đó? Mới nói không nghe sao vậy? Ba nói là phải nói sao cho hiểu thì ok, ba hiểu mà ba. Không được. Tôi nói không được xài tiếng Anh này. Ô, ghê, hiểu chưa? Khó khăn. Mấy. Cái gì vậy con? Con bị cái gì vậy? Hả? Y tá dùng đề xa con rồi. Trái tim của con bây giờ khô cằn giống như là sỏi đá vậy đó. Vậy hả? Ha! Trời sao mày móc cái gì? Trời đất ơi! Đâu mà đầu tư cũng đá, chẳng ra trời. Quá đáng! Làm nó tưởng móc tim hết hồn với dí à. Y tá dùng bỏ con thôi chứ cái gì đâu mà đau đớn. Hey, I should meet you. Did it crazy? Hear my number, call me maybe. Đi! Đi đi! Con gái người ta vô ca âm sầm à. Phải ca sĩ vũ trường đâu. Ê! À, muốn tìm Y tá Dung thì hỏi tay này nè, nó biết á. Mà ông. À dạ, dạ quên. Ông quậy phá nhà tôi chưa đủ, lỡ phòng khám tôi quậy nữa hay sao vậy? Ê, dạ đâu có. Con tới con khám bệnh. Bệnh gì? Dạ con bị stomach ache. Là bệnh gì? Dạ trời, dạ stomach ache là có nghĩa là bị đau dạ dày đó ông. Trời đất ơi, ông ơi, đau dạ dày nó đau dạ dày. Bác sĩ Việt Nam, chứ phải bác sĩ nước ngoài đâu mà ông nói tiếng Pháp. Dạ không, cái đó tiếng Anh. Ờ quên, tiếng Anh. Dạ. Thì giáo viên tiếng Anh của con nói con là phải sử dụng mà ngôn ngữ tiếng Anh nhiều vô để con biết được nhiều từ vựng. Quá là quá. Thằng Mẫn á, học chung với con đó, học tiếng Anh đó, mà về nhà có thấy nó nói một tiếng Anh nào đâu. Còn con làm quá à. Nè, ông nói nha. Từ bây giờ á, về nhà ông á, tới đây mà nói tiếng Anh, tiếng Hàn là tao đuổi cổ gì nghe chưa? Dạ ok ông. Được rồi. Vậy okay ông. Đó. Dạ ông. Dạ. À, biết nghe lời vậy thì tốt đó. Vậy là ok. Ở đây trời ơi, sao không nói nhanh vậy? Quên. À, dạ. Bây giờ vô ông khám bệnh cho. Ý, dạ không, bây giờ con có hẹn với cô Hoàng Anh. Con xin phép ông, con đi gặp cô Hoàng Anh cái. Dạ, rồi ông đi. Mình đi nha bạn. Hey, I should meet you. Did it crazy? Hear my number. Call me maybe. Maybe. Bực bội. Gì nữa vậy? Tối ngày ghét cục đá vô hoài vậy? Làm quá à. Oh my god. Cái gì đó? Bà mới nói tiếng Anh phải không? Ừ, nói hồi nào đâu, ông lỗ tai ông đi đám dỗ rồi sao vậy? Thì thằng Mẫn nó hỏi chừng nào bà nội nấu chè, tôi nói ngày mốt nấu. Thôi. Có nội. Nè, bà nội con mới nói tiếng Anh, đúng không Mẫn? Đúng rồi nội. Hả? Tình ông bà ta nói đúng lắm mà.
giặt ngoài á thì dễ chấm mà giặt trong khó bọc ra mày á. Nè bà đó nha, coi chừng tôi á, không có được nói tiếng Anh trong nhà, tôi đã nói rồi. Nè Mẫn, con phải chịu giám sát tất cả mọi người trong nhà này. Ai mà nói tiếng Anh báo lại với nội, nếu làm tốt có thưởng, hiểu chưa? Yeah, dạ rõ thưa nội. Ừ, nhớ đó, giám sát hết tất cả ai nói tiếng Anh báo nội. Cho nhịn đói luôn đó. What time is this? Wow. Is it 8 o'clock? Okay, man. Hình như mẹ nghe thằng Cú Bo nó khóc. Đúng rồi, nói tiếng Việt mẹ ơi. Mẹ ơi, tai dách mạch rừng quá. Nó ghét thiệt chứ trời đất ơi, nó con. You know, I have an appointment at 3 p.m. So, like, till that moment, I still have a little bit time to wait for Dr. Hoan An. But if she's still not there, maybe I can make a later visit. Được con, nói gì con? Con biết rồi nội. Nói gì? Visit nghĩa là cô nói cô muốn đi vòng quanh tham quan cái nhà của mình đó. Làm sao? Đừng nói muốn đi coi từng phòng ngủ, phòng ông nội nè, phòng ba mẹ con, phòng tụi con, sân thượng này nọ đó nội. Giờ kêu cổ đi luôn hả? Cổ đi còn cái gì đó. Con ông nội nãy Minh với thằng Long nói tiếng Anh đó nội, nói gì mà Google quay á nội. Nhớ giờ nội. You go away. What? Go away. You want me to go away? Whoa. That's true. Yeah. Thank you. Okay. Bye. Đây nội. Go away. I'm going. Bye. Hey. Kỳ vậy? Tự nhiên mình kêu nó đi tham quan, nó bỏ về. Nhỏ này bất lịch sự quá. Đúng rồi nội. Mấy người Tây kỳ quá nội không? Bà với Hoàng Anh về rồi ha. Ba. Nè, hồi nãy có con nhỏ người nước ngoài đến tính kiếm con đó. Bạn con phải không? Dạ đúng rồi. Ủa tới rồi hả ba? Tới rồi, nó chịu quá trời đất. Nó đủ nước, có nước cho nó uống. Ủa vậy hả? Bà nói bằng tiếng Anh luôn hả? Dạ đúng rồi, con với nội nói tiếng Anh Quá trời luôn. Như nè, nhỏ nè bất lịch sự lắm, con đừng có làm bạn như con này, đừng có làm ăn với cô này. Trời ơi, nó muốn đi tham quan, ba nói hướng dẫn nó đi tham quan, nó không chịu, nó bỏ về, đùng đùng bỏ về. Con nhỏ nó dở lắm nha, đừng có làm bạn với nó. Đi nội, đi kiếm người nói tiếng Anh nội ơi. Ba nói gì vậy mẹ? Trời ơi, nay làm gì ông vui vậy? Đây, Elisa gọi đây. Vậy hả? Hi Elisa, how are you? What? Hey Lisa. Ủa, gì vậy con? Con cũng biết tại sao mà tự nhiên tới nhà mình rồi nói là ghét nhà mình, ghét ba với Mẫn, giờ nghỉ chơi con luôn rồi mẹ. Nội. Hả? Con thấy nói tiếng Anh nó cũng vui nội hả? Quá vui, anh dễ nói mà. Dạ. Excuse me. Tay kìa con, tay, nói chuyện nó đi. May I help you? I traveled to Vietnam and a taxi drove me from Tansanit Airport and dropped me here. Can you show me the way to U.S. Embassy, please? Oh, nó nói cái gì? Nghe Tân Sơn Nhất, chắc sân bay Tân Sơn Nhất á. Đúng rồi nội. I have been there, yeah. Tân Sơn Nhất. Oh, yeah, đúng rồi nội. I got it. Let me help you. Yes. Oh, taxi. Taxi. Tiếng Anh dễ. Let me help you. Anh ơi, nội. Anh giúp em chở ông Tây này tới sân bay Tân Sơn Nhất nha anh. Thank you so much. Yeah. Thank you. Amazing it. Have a safe flight. Xếp lời. Tiếng Anh dễ à con hả? Ê, bây giờ ông cháu mình ra khu phố Tây gặp ông Tây bà đầm của mình giúp đường ta cái gì không? Đường có lại đi. Ôi, sao kỳ vậy?
Hình như tôi nghe ông Tây, ông nói ông mới từ sân bay Tân Sơn Nhất ra, giờ đi kiếm đại sứ quán Mỹ mà phải không ta? Ừ, tôi cũng nghe vậy mà. Ủa? Sao hai người kia mới chỉ ổng về sân bay Tân Sơn Nhất lại là sao ta? Tôi cũng không biết nữa. Ủa? Sao?